đây họ có thành kiến về những người hát như tôi, những người chuyển giới. Con nít đó, ba mẹ nó còn không cho lại gần. Tới thời điểm mình đã được nhìn nhận tích cực hơn, mình ra đường người ta nhìn, người ta cười với mình, người ta chào mình rất là lịch sự chứ không phải chiêu ghẹo. Con số gì đây, con số gì đây? Chào tất cả mọi người, mình tên là Long Quốc Khải và nghệ danh của mình là Lộ Lộ. Hiện tại mình là trưởng đoàn lưu tư Sài Gòn Tân Thời và đoàn của mình hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh được gần 3 năm rồi. Mọi người ơi, xin mời đến ngay Tân Thời cùng nghe hát dẻ hay âm điệu với bao con cờ, rồi cùng nhau qua ca bài bóng theo từng tiếng đao. Con số gì đây, số 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 gì đây, số ra con gì cờ ra con mai. Đến nay cuối tuần hết buồn, có quà cầm tay là con 42. Thời điểm bắt đầu của Lưu Tô thì họ hát trước những cái tuồng cải lương trong những đoàn cải lương để giống như là hoạt náo đầu giờ đó. Thì sau này thì nó tách ra riêng. Nhưng trong một cái thời gian khá là dài thì nó bị mai một đi. Lưu Tô nó không còn cái chất của thời điểm ban đầu nữa. Nó không phải là câu thai câu vè, những câu ca dao tục ngữ răng dạy đời đổ số thật là ngọt ngào nữa. Bây giờ là đa số là giới trẻ ở nông thôn thì đổ về thành phố để làm việc. Thì khi những đoàn Lưu Tô ở nông thôn thì lại không còn lượng khán giả trẻ nữa, mà chỉ có những lượng khán giả lớn tuổi hoặc là thiếu nhi thôi. Thì những người đi hát Lưu Tô thì cái đời sống văn hóa của họ không được đón nhận cách tích cực nhất, hoặc là họ cũng không tích cực trong đời sống của mình, làm cho người ta nhìn nhận Lưu Tô cũng giống như những người hoạt động Lưu Tô nó không còn được sáng nữa. Thật ra thời điểm ban đầu của nó không phải là những người trong cộng đồng LGBT, nhưng mà sau này thì cộng đồng LGBT hoặc là những người chuyển giới thì chiếm số đông, thậm chí là đại đa số luôn. Có lẽ là vì hình thức của những người chuyển giới thì nó làm sẽ bắt ai bắt mắt hơn. Họ rất là duyên dáng và phù hợp với khi mà thay đổi hình thức của Lưu Tô từ di chuyển liên tục, có nghĩa là một điểm mình chuyển một tuần hai tuần, sang cái hình thức là cố định đó, nó rất là khác. Mình muốn giá trị nó nâng lên một cái tầm nữa, nó cũng giống như những cái sân khấu giải trí khác, chứ không phải là nó chỉ đơn thuần là một loại hình rài đây mây đó, cơm gạo chả nước sông như hồi xưa nữa. Mình cảm thấy Lưu Tô nó khác với hồi xưa nữa, và thứ nhất nó chỉnh chu hơn, nó hoành tráng hơn và có nhiều cái thiện cảm đối với mọi người hơn. Hiện tại thì Sài Gòn Tân Thời có hai điểm diễn chính, một là Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, hai là Kawazo Bình Dương. Đi Bình Dương là hoạt động có thể nói là vui nhất. Đối với người mà làm sân khấu, đứng trên sân khấu, cái tình yêu của khán giả là cái động lực lớn nhất cho họ. Những cái khó khăn thử thách hiện tại đó thì nó được bù đắp rất là xứng đáng bằng cái sự yêu thương của khán giả. Trước khi buổi biểu diễn ha, xuống rồi tới là người này đem lại cái này cho bà con, cô bác gần đó, đem bánh cho, đem nước cho, trái cây cho, rau câu cho, cái gì cũng cho hết. Khi mà mình thấy người ta như vậy, cho dù trời mưa mình cũng phải gán ở lại. Nếu có khách là cứ diễn, mấy chục khách cũng diễn nữa. Tại vì người ta đã mong mỏi mình xuống thì mắc cái gì mà mình không diễn cho người ta coi. Cái điều đó là cái điều mà là động lực lớn nhất, không những của Lộ mà của từng thành viên trong đoàn luôn. Sau 3 năm hoạt động thì cái hình ảnh của những người hát Lưu Tô hay là những đoàn Lưu Tô nó trở nên gần gũi hơn với người dân, đặc biệt là những người dân lao động hay những người dân ở những cái miền quê, họ còn có ánh nhìn rất là kỳ thị. Trước đây họ có thành kiến về những người hát Lưu Tô, những người chuyển giới. Cái thời điểm đầu luôn Lộ đi hát còn con nít đó, ba mẹ nó còn không cho lại gần. Thì cái điều đó là cái điều mà mình cũng ngày nào cũng phải cố gắng làm này làm cái kia, làm cái kia để người ta nhìn mình tích cực hơn. Thì tới thời điểm mình đã được nhìn nhận tích cực hơn, mình ra đường thì người ta nhìn, người ta cười với mình, người ta chào mình rất là lịch sự chứ không phải chiêu ghẹo. Khi mà họ sống được với chính mình á thì họ sẽ mang lại giá trị gì cho cộng đồng, cho xã hội đó, cái điều đó mới là quan trọng nhất. Vòng loại đầu tiên cũng là vòng loại mở hàng, rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình và mọi lẽ chỉ có 10.000 đồng thưa quý vị. Dạo gần đây thì mình thấy họ đời sống tinh thần của họ tích cực hơn, yêu đời hơn nè, cảm giác là họ không còn bị mặc cảm.
cảm nữa. Khi mình đưa Lô Tô lên một cái tầm mới thì những người làm Lô Tô họ cũng được thừa nhận nhiều hơn, họ được yêu thương, sự yêu thương, sự công nhận từ khán giả làm cho họ thấy cái cuộc sống của mình tích cực hơn và có giá trị hơn. Khi mà lên sân khấu là em được sống thật với chính mình, em được quẩy hết cỡ, em được tung tăng hết mức trong cái mức cho phép khi mà mình là con gái. Tại vì khi mình làm con trai thì đâu có làm được những cái điều đó. Mình phải có đầy cái năng lượng, mình cho khán giả thấy mình nó là một người kiểu là năng động rồi vui vẻ. Trước khi mà em lên sân khấu á thì em vẫn còn hơi hồi hộp, tại vì không biết là hôm nay mình đã chỉnh chu lắm chưa, và không biết là cái hiệu ứng mà khi mình bước lên sân khấu á, khán giả có wow, hôm nay lạ quá. Thì thật sự là em cảm giác như là cá gặp nước vậy đó. Tại vì Lô Tô em mê, rất là mê, và đặc biệt là những cái con số mà hồ quảng hoặc là dân ca thì em rất là thích. Khi lên sân khấu thì em cảm thấy đã, em muốn gửi những cái tinh thần tích cực nhất, những cái niềm vui, những cái sảng khoái nhất đến với quý vị khán giả. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, ra đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi. Có rất là nhiều thế hệ ca sĩ hát Lô Tô, giống như chị Quyền, chị cũng hát mười mấy 20 năm rồi, chị Thanh cũng mười mấy 20 năm rồi. Ở đây thì không có nói là nghề, truyền nghề, nhưng mà không có kiểu gia đình. Căn bản mấy bạn đâu có con cái đâu gia đình, nhưng mà nó có là em Út đi vô sau, chị hát trước thì chỉ cho em Út cái này cái kia, make up phục trang, câu hát này câu hát nọ. Thì cái đó là nghề truyền nghề với nhau, người đi trước chỉ cho người đi sau. Tuy nhiên nó vẫn còn một cái là Lô Tô vẫn không được thừa nhận là một cái loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian gọi là chính thống. Thì khi mà được thừa nhận chính thống nhất thì tất cả mọi thứ đều rất là dễ dàng. Thành ra là ở Sài Gòn Tân Thời chỉ có sự cố gắng, nhưng mà còn cái sự để mà mong muốn được, để được công nhận là nó phải cả một cái cộng đồng. Khi mà mình thành công với nó thì mình hy vọng là từ cái nghề đó sẽ giúp được cho nhiều người hơn. Tới hiện tại thì Sài Gòn Tân Thời đang chuẩn bị để giúp cho những đoàn Lô Tô dân gian ở những cái địa phương khác mà còn theo lối Lô Tô truyền thống, họ có thể gây dựng lại, phục hưng trở lại những cái giá trị tinh thần vốn có của Lô Tô.